Hello, đam mê quá, xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mồi đặc trị nha các bạn. Đặc trị cá cha, cá chim và cá rô phi nha các bạn. Bạn này của ta rất là đơn giản thôi, hiệu quả, dễ làm. Đây là cái hộp 3T. Đây là bài mồi mới nha các bạn. 3T thịt heo nè. Đây là bài mồi mồi mới. Với cái bài mồi này của mình, chúng ta có thể câu được hồ tự nhiên và hồ dịch vụ nha các bạn. Đây. 3T 3T nè. Phần thứ hai đó chính là phô mai. Phô mai con bò cười. Chúng ta sẽ dùng hai lát phô mai con bò cười nha các bạn. Đây. Hai lát phô mai con bò cười như thế này nha. Phần thứ ba đó chính là cắm tanh. Với bịch cắm tanh này các bạn dùng loại nào cũng được. Chỉ cần có mùi tanh là ok. Bạn dùng A1, A2 hoặc là cắm tanh nào cũng được nha. Có mùi tanh là ok nha các bạn. Phần cuối thứ tư đó chính là hương vị bột cúc dừa các bạn. Nè, bột cúc dừa hòa tan. Chúng ta chỉ cần bỏ bịch cúc dừa này bỏ trong nước, chúng ta quậy lên là ok nè. Đây là bịch cúc dừa nha các bạn. Mình có chạy ra mình đi mua, nhưng mà mình đi mua mẻ mà không có. Các bạn nào mà có mẻ chua thì ok nha. Ta cho khoảng cái chừng vài muỗng mẻ chua vào mồi chúng ta, khoảng cái chừng 12 tiếng sau hoặc là nửa ngày sau là chúng ta câu được nha. Coi như các bạn làm chiều hôm nay là sáng mai các bạn đi biết câu là ok. Ok, bây giờ mình sẽ làm mồi cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn mình một chén nước nè. Các bạn bỏ bột cúc dừa vào. Chúng ta quậy lên là ok. Chúng ta quậy lên là ok nha các bạn. Ta quậy lên nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng chi tiết một để các bạn làm mồi và câu hiệu quả nha các bạn. Chúng ta quậy cứ quậy đều lên là ok nè. Ta quậy đều lên là ok. Rồi ok. Rất là thơm luôn. Có vị béo. Đây, đầu tiên các bạn bỏ cắm tanh ra. Anh nhớ cắm tanh này các bạn dùng loại nào cũng được nha các bạn. Không vị tanh là ok. Đây, mùa này chúng ta coi sẽ câu chùm nho nha các bạn. Phô mai, hai lát phô mai con bò cười nha các bạn. Bạn nào mà không có mẻ chua thì các bạn cũng có thể làm tự làm cơm mẻ nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chúng ta làm cơm mẻ nha các bạn. Rồi ok. Còn đây là 3T nè. Đây chúng ta cầm cái nắp này chúng ta kéo ra là ok thôi. Đây các bạn, đây chính là 3T của chúng ta. Giống như là cái xúc xích đó các bạn. Đây là 3T giống như là cái xúc xích đó.
Mình đã cho vào đây vài muỗng nha. Chết chà. Một nè. Hai. Ba. Mình đã cho 4 muỗng nha các bạn. Đấy. 4 muỗng cà phê nhỏ là ok nè. Đây là bột cốt dừa của chúng ta nè. Mình sẽ đổ ở đây từ từ. Rồi ok. Cái việc là chúng ta sẽ trộn đều lên thôi. Ta bóp đều ra là ok các bạn. Lên mùi rất là đặc biệt luôn các bạn, rất là tanh, tanh rất là gắt luôn các bạn, tanh hăng rất là gắt. Các bạn có nhận bóp cái dẻo tay cho mình, bóp thật là nhuyễn ra là ok. Bạn nên nhớ là mùa này chúng ta phải ủ nha. Chúng ta mà không ủ cho ta cho lên cá rô phi là rất là cao. Ta phải nên ta ủ lại khoảng cái chừng nửa ngày hoặc là một ngày. Xong rồi chúng ta hãy đem đi câu. Không thôi mồi, không thôi chúng ta sẽ lên rô phi rất là mạnh. Rô phi rất thích ăn cái ba ba tê này tại vì nó có vị tanh. Cho nó có dừa vào nữa. Bất cứ đều tay là ok các bạn. Mồi ta rất là dẻo các bạn. Có độ cái dính rất là cao. Chúng ta quăng mồi người ta sẽ không bị rã mồi nha các bạn. Chúng ta làm xong rồi, chúng ta thử thử mồi. Chúng ta nó có lên cái mùi mà tanh 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 nặng chưa nha các bạn. Chắc ok luôn. Đây các bạn, mình không có cái chùm nho, mình sẽ dùng cái lăn xê này, mình hướng dẫn cho các bạn nha. Đây là lưỡi câu của ta nè các bạn, cái việc móc mồi vào trong lưỡi câu là ok. Cái việc là móc mồi vào trong lưỡi câu là ta quăng tha hồ. Các bạn nên nhớ là bài mùa này chúng ta có thể câu được hồ tự nhiên và hồ dịch vụ nha các bạn, rất là ok nha. Cái việc móc mồi vào trong cái lưỡi câu này của ta là ok nè. Mồi ta rất là dẻo, có độ dính rất là cao nha các bạn. Ta hỏi bạn câu bằng con sò bị thả mồi nha. Đấy. Các bạn cứ móc hết trong lưới câu đôi mình là ok nè. Mô này các bạn làm xong rồi, các bạn kiếm cái bịch hoặc cái hũ gì đó, các bạn bỏ vô, các bạn để kín lại cho mình, để khoảng ở chừng 12 tiếng hoặc là một ngày, xong rồi các bạn hãy đi câu nha, rất ok.
các bạn nào ai mà có thể mà ấy được cái cơm mẻ, cái mẻ chua á, trộn thêm nữa thì càng tốt nha các bạn. Cái độ đen cá sẽ cao hơn. Tại vì mình ở đây mình không có kiếm được cái mẻ chua nha. Mình phải tự làm cái cơm mẻ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái cơm mẻ như thế nào nha. Ok thôi, đơn giản thôi các bạn, hiệu quả mà lại dễ, rất là dễ làm, không tốn quá nhiều tiền đâu các bạn ơi, đơn giản thôi đấy. Ok, vậy là xong rồi nè, vậy là xong mồi câu cá đặc trị, cá chim, cá cha và cá rô phi. Các bạn nên nhớ ở mồi này chúng ta phải ủ nha, chúng ta mà không ủ sẽ lên lên được cá rô phi rất rất độ lên phi rất là cao nha, tới 95% lên cá rô phi nha các bạn. Các bạn phải ủ cho mình một ngày sẽ lên được cá tra với lại cá chim sẽ cao hơn, rô phi nó sẽ giảm lại nha các bạn. Còn về phần dưới sau này các bạn nắng con mồi này cho mình nè, để chúng ta làm mồi nhử để giữ cái con mồi chúng ta nó sẽ được nằm im đắc các bạn nha, cho nên chặn cái gió thổi chúng ta nó sẽ đi chuyển mồi mạnh đấy. Ok, cái mồi chúng ta đã xong này đấy. Đấy, rất là đơn giản thôi, mùi này rất là mùi rất là tanh luôn, rất là tanh hăng luôn, rất thích hợp cho chúng ta câu cá chim nha, chứ cá cha, cá rô phi nha các bạn. Đó, ok, bài mồi chúng ta đã xong rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình, các bạn hay thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau. Chúc tất cả các bạn làm mùa của mình câu được thật nhiều cá nha các bạn. Xin chào nha.